Đây, xe bánh mì rất đông khách cả nhà. Đây chị bán ngay đầu đường Tân Hòa Đông này. Buổi chiều từ 3 giờ chị bán ở ngay số 1B ấy, đường Tân Hòa Đông á. Bán từ 3 giờ đó, cô chú chị bạn ai có ở gần đi mua thì mình biết đó. 5 giờ chị sẽ đẩy cái xe ra ngay vòng xoay ở đây bán này, ngay đầu đường. Thấy xe bánh mì hấp dẫn quá luôn cả nhà. Khách đứng đợi mua này. Đây cô bán xôi này. Xôi mặn, xôi ngọt nha cả nhà. Bánh mì được bảo quản ở trên tủ này, gọn gàng và sạch sẽ này. Ăn vặt Sài Gòn và du lịch. Cái này đang livestream gì thế rồi? Không ạ, quay à? Giờ nào lên? Chắc mai mốt ạ. Ăn vặt Sài Gòn á. Vâng. Dạ. Cái cạnh coi. Bánh mì ở đây là nổi tiếng rồi đó, giờ rồi. Dạ, nổi tiếng năm rồi. Dạ. Đây là anh chắc ăn ở đây lâu rồi phải không? Có bao nhiêu năm ta? Ba chục năm có rồi. Dạ. Đây là khách ăn là lâu năm này. Đó. Hồi đó chưa là cô ra là chưa có bán nữa. Dạ. Cảm ơn ạ. Xe bánh mì đây rất nổi tiếng đó cả nhà. Tên là bánh mì Phú Lâm nhé. Hai ở ba chục bánh nhé. Khách là đứng phải đợi xếp hàng này dài. Hồi đó bán đồ điện đây nè, Khánh Linh này nhớ không? Nhớ. Ủa bà Lon có ở đây không ta? Bà Lon với ông gì đó còn đây ta? Đi nước ngoài hết rồi. Đi nước ngoài hết rồi. Ừ. Mỹ đây là có tiếng rồi. Có rồi được mà có tiếng gì là ấy lắm rồi. Bánh mì có tiếng rồi không anh? Mấy chục năm rồi. Dạ. Đây, ba tê này phải nhỉ? Đây bán xôi mặn này. Đó chạy công an quá trời. Dạ. Hả chứ? Đó chạy công an quá trời hả? Đó là công an là chạy hả? Công an tới là chạy hả? Hồi xưa á chạy dí vòng một bên này, chạy vòng một bên này nó mới cười lắm. Dạ. Chạy tán lạng á luôn á. Bây giờ đỡ rồi đó. Đỡ bóc đường đỡ rồi. Nãy đưa bả 40 chưa thối nha. Ăn vặt Sài Gòn và du lịch. Dạ. Để đăng ký kênh đó chưa? Dạ. Rồi em cảm ơn. Ăn vặt Sài Gòn và du lịch. Thấy ổ bánh mì 15.000 mà nhiều thịt cho nha. Thịt mới chả nhiều.
xe bánh mì rất đông khách luôn. Xe bánh mì cách là trang trí mấy xếp mấy cái chả mấy cái thịt đấy để rất gọn gàng và bắt mắt đó cả nhà, nhìn đẹp. Đầu trời đang tối tối rồi cả nhà. Đây nghe cái vòng xoay này, vòng xoay Phú Lâm này. Cô chú anh chị và các bạn ai có ở gần mình thích món bánh mì thì mình ghé đây mua nhé. Mặt nữa.
lấy đồ chua, đây là xôi ngọt này. Khách đông thật rồi các bạn, đứng đợi mua quá trời. Hai ổ đều có gì áo vàng đó không? Hai ổ đó đầy đủ hả? Không, 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 không,
Rồi bán cho em một ổ 20 ngàn đấy chị. Cái bánh mì đứng đây đói luôn rồi cả nhà. Ngon quá. Giả bông hay đâu đây cũng hợp. Ví dụ anh mì 20 thì nó nhiều chả hơn chẳng chị. 20 cộng là 2 hộp cơm, 2 hộp cơm 20. Thưa mày. Để em chi. Rồi lấy cái mình 3 ký đi. 4 thôi 3 rồi. Đầy ấp luôn. Cho em ớt cây cây nhé. Cái lọ có thăm không? Đây mình mua ổ bánh mì 20 ngàn này cả nhà. Ổ đặc biệt này. Đấy là cho thịt với cả chả, đấy ép luôn này, rau, dưa với cả ớt, nhìn hấp dẫn không? Cái ổ bình thường ở đây 15 ngàn ổ thôi nhé, mình kêu là ổ đặc biệt đó, 20 đó. Thể ăn thưởng thức xem sao. Bánh mì thấy vẫn còn giòn đấy, có cái bếp thì hâm bánh mì ở dưới này, này cho nóng giòn này cả nhà. Bánh mì ở đây ăn mấy cái chả này nó thơm này. Xe bánh mì ở đây lâu đời mà đông khách quá trời luôn đó. Từ lúc quay giờ khách vẫn đợi mua xôi mua bánh mì. Sau đây mình cũng xin kết thúc video nhé. Quay giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó. Đó là xe bánh mì khá là đông khách và nổi tiếng ở khu vực vòng xoay Phú Lâm này. Cô chú anh chị và bạn ai có sở thích món bánh mì thì mình qua đây mình mua về dùng nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.